em sẽ đưa 200 nghìn này cho anh luôn để anh tiếp tục là có viện phí trong con. Đấy. Khâm rất là cảm ơn cô Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà Khâm vào viện thì cô cũng tiếp tục gửi cho Khâm 200 nghìn đồng để Khâm ủng hộ cho vợ A Lúa bồi bổ, nhưng mà bởi vì hôm nay vào viện thì tiền cũng không còn rồi, Khâm sẽ trao luôn 200 nghìn đồng tiền mặt này cho anh Lúa để anh tiếp tục là trang trải những ngày ở viện cho cháu Báo như thế này. Rất là cảm ơn cô, cũng hy vọng là sẽ tiếp tục nhận đến đây. Em trao cho anh luôn nhé. Khâm xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Sáng hôm nay thì Khâm đang ở trên đường bởi vì là nhận được một cuộc gọi của A Lúa rằng là con của A Lúa ốm khá là nặng, bị sốt và ho, thì hiện tại là đang ở trên đường đợi A Lúa đi trên đây. Sáng hôm nay chắc là đi mượn xe hàng xóm và đưa con xuống bệnh viện Yên Minh khám gấp các bác. Đấy, sáng ngày hôm nay mặc dù khá là mệt và sức khỏe không tốt lắm, nhưng mà hiện tại là Khâm sẽ cố gắng cùng A Lúa đi quay những thước phim là tiếp tục là kêu gọi giúp A Lúa. Hiện tại thì A Lúa đã đến đoạn đường đây các bác. Báo đúng không? Báo bị sốt nhiều đúng không? Bị từ bao giờ? Bị từ bao giờ? Ba hôm á? Thế hôm vừa rồi em lên không thấy nói gì? À không, anh lấy thì em tưởng là nó mới... Nó bị nhẹ à? Tưởng bị nhẹ à? Đấy các bác ơi, thực ra là hôm qua là Khâm không lên được. Hôm qua là Khâm bận đi công việc, thế là không lên được thăm nhà đâu. Đấy. Thế là bây giờ cả vợ cũng đi cái gì? Vào đưa vợ ấy đi... Tối qua là nó khóc không? Vâng. Tối qua nó khóc nhiều không? Tối hôm qua là nó khóc một đêm. Khóc một đêm luôn? Để em xem là sốt nhiều không? Nóng quá các bác ạ. Thế là không ăn đúng không? Ăn không? Ăn sữa không? Pha sữa cho không? Pha sữa là nó ăn ít hả? Pha sữa là ăn ít á? Trời ơi, có mang thẻ bảo hiểm y tế đi không? Mang mà. Mang của con đi cái gì? Vâng. Rồi, mang đi xem là bây giờ là tình trạng sức khỏe của cháu thì phải vào bệnh viện mới biết được. Đấy. Bây giờ là rất là khổ các bác ạ. Đây là A Lúa là vừa không có một nhà căn nhà để ở đàng hoàng, thì con cái bé nhỏ như thế này thì khó mà tránh được việc là đau ốm. Đấy, mới có được gần 9 tháng thôi. Đấy, hiện tại thì là sáng nay là mượn xe của anh đi à? Thế một xe nữa là đi trước rồi à? Một xe là đi hộ về. Kệ đi, không cần gọi về đâu. Bây giờ là em ghi hình một chút cho tất cả cô bác xem và mình sẽ phải đi gấp vào bệnh viện thôi đấy. Bây giờ là tình hình là như thế rồi, mong là rất mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ cho A Lúa các bác. Thực ra là hoàn cảnh rất là khó khăn như thế này. Bây giờ thì Khâm không nói nhiều nữa. Bây giờ cho cháu ra thẳng bệnh viện đi. Rồi là có khi nào là có khi vào đấy nếu mà được thì Khâm sẽ tiếp tục ghi hình cho cô bác anh chị cùng theo dõi nhé. Đi. Hiện tại thì Khâm đang có mặt ở bệnh viện đa khoa huyện Yên Minh các bác ạ. Đấy, sau một hồi di chuyển thì anh em đã đến bệnh viện. A Lúa vẫn là đang ở trong kia là đợi Khâm. Bây giờ là Khâm sẽ đưa gia đình vào làm thủ tục khám chữa cho bé. Đấy, trong trường hợp nếu mà phải ở viện theo dõi thì chắc có lẽ là Khâm sẽ tiếp tục ghi hình cho quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Sau cái hồi thăm khám trong một buổi sáng ấy, thì hiện tại đã là 10 giờ 20 phút rồi các bác. Khâm này đang ở một quán cháo để mua cho bé Báo một hộp cháo ăn. Đấy. Bởi vì là thực ra là
cháu nó không có cái gì ăn cả các bác, chỉ ăn sữa bột mà đợt vừa rồi là các bác hỗ trợ thì Khâm mua cho tôi. Đấy, hôm nay vào trong đấy thì là Khâm cũng không được ghi hình các bác ạ. Trong bệnh viện công thì chắc các bác cũng biết là ghi hình là nó hơi nhạy cảm. Đấy, thế cho nên là cũng chỉ ngồi đợi thôi và làm hướng dẫn làm thủ tục cho vợ của A Lúa. Thì trong cái quá trình khám thì đầu tiên là vào xét nghiệm Covid. Đấy. Và tiếp sau đó thì là vợ A Lúa là di chuyển lên chỗ các bác sĩ khoa nhi để nói chung là Khâm không được vào cùng. Đấy. Thì hiện tại là cũng khoảng hơn 2 tiếng rồi. Từ lúc 8 giờ là anh em bắt đầu di chuyển xuống thì là cho vào khám luôn để gấp luôn, bởi vì sốt rất là cao và cháu là tối qua là nhiễu cả tối. Đấy. Hiện tại là Khâm cố là ra mua một cho cháu một hộp cháo để cho cháu ăn. Thì nữa khám xong thì cho cháu ăn đó các bác. Hôm nay làm một tí cháo bò em nhỉ? Cháo bò anh ạ. Cháo bò cho cháu. Vì cháu báo này là chả bao giờ được ăn đâu. Đấy, thật sự là như thế. Hôm nay đưa đi khám. Khám ý nhỉ? Vâng. Nhà nghèo lắm. Em lên trên kênh anh theo dõi Nắng Mai TV. Hôm nay là xuống để đưa cháu đi vào bệnh viện khám. Bình thường vợ anh cũng hay mua cháo ở đây cho cún nhà anh mà. Rồi. Đang ở trong viện khám, bởi vì từ sáng hơn 2 tiếng ở bệnh viện đông quá. Chả hiểu sao là mùa này đông thế. Trẻ con đông lắm, vào chỉ thấy trẻ con thôi. Thời tiết này chắc thay đổi dễ ốm. Ở đây em nấu nhiều loại cháo không? Em có. Ngày tầm khoảng 6-7 món. 6-7 món ngay. Một quán cháo rất là ngon ở Yên Minh các bác. Minh Anh nhỉ? Minh An. Ở ngoài thế là Minh An. Vừa rồi vừa mới đi khám xong các bác ạ. Hiện tại là bác sĩ là cho nằm lại ở viện. Đấy. Hôm nay thì là Khâm vào đây thì viện rất là đông. Bệnh viện là quá tải, là phải chuyển cả các giường bệnh hay ra hết hành lang. Thực sự là mùa này trẻ con ốm rất là nhiều các bác. Đấy. Bé Báo thì vừa đi khám xong thì cũng không biết là có cái giấy khám không, tí nữa Khâm sẽ xem. Vừa rồi là Khâm mua gói một hộp cháo thì anh Lúa đang đi mua cái thìa để tí nữa cháu dậy tỉnh táo thì cháu sẽ ăn các bác. Rất là khổ thân luôn đấy các bác. Sốt cao, tối qua là khóc cả một đêm luôn. Đấy, anh lúa chắc có lẽ là cũng ngại Khâm thì anh cũng không dám gọi điện thoại cho. Đấy, sáng nay thì mới biết là cả nhà là đưa con xuống viện gấp, rất là éo le. Đấy, chia sẻ với các bác thì là bố mẹ của A Lúa cũng không quan tâm gì đến gia đình A Lúa cả, kệ mặc kệ con cháu như thế nào thì cũng không quan tâm. Đấy, cháu cả là đang đi học rồi. Hiện tại cháu Báo thì là chắc là nãy là cũng lấy máu. Đấy, khám là cũng phải lấy máu thì mới có băng bó như thế này. Sáng test Covid chắc là cũng không lên. Đấy, nếu mà Covid thì chắc có lẽ là họ sẽ cho cách ly rồi. Qua cái video thì Khâm rất mong sẽ nhận được những sự đồng cảm của quý cô bác anh chị. Đấy. Hết người mẹ ốm bệnh thì lại đến những đứa con các bác ạ. Bởi vì sống trong cái căn lều dột nát như thế thì mấy hôm nay mưa gió thay đổi thời tiết nữa thì rất khó để mà các cháu khỏe mạnh được. Đấy, cái ăn thì không có, mẹ thì không có sữa. Ở nhà vừa rồi anh Hiệp lại ủng hộ được thêm một bao gạo. Cái bao gạo đấy thì nấu cháo cho các cháu, nấu cháo trắng đó các bác. Cháo trắng cho muối cho mì vào là các cháu ăn. Đấy. Rất là khổ thân. Ở cái giường này thì hiện tại là đang có một bé cũng đang bị và đang đi khám các bác. Nhưng mà người ta chưa ra viện. Đấy, đang đi khám, chắc có lẽ là chiều xuất viện thì là bé Báo sẽ nằm ở cái giường này.
Đấy. Bệnh viện thực sự là rất là đông các bác. Chủ yếu là trẻ con ốm thôi. Đấy. Thời điểm mà cuối mùa thu này thì thời tiết rất là thất thường. Cơm ở trên này là bản thân là cũng đang hôm nay sức khỏe là cũng đang ốm. Đấy. Bởi vì sáng là biết là A Lúa vào viện thì không phải cố gắng để mà không mà đi cùng. Hai vợ chồng thì là chậm chạp với lại giao tiếp là ít đấy. Vào là sẽ không biết làm thủ tục cũng như là sẽ không biết đưa đi các phòng ban khám và nói chuyện với bác sĩ các bác. Và đây nhìn các bé rất là tội nghiệp luôn các bác. Rất là thương. Đấy. Trời lúc nóng lúc lạnh các bác. Anh Lúa đi lâu ấy nhỉ. Đi mua một cái thìa để cho Báo ăn. Trông cháu rất là mệt các bác. Rất là mệt mỏi luôn. Đi khám về là hiện tại là đang nằm ngủ rồi. Khóc cả đêm thì thực sự là rất là mệt. Đấy. Lần này vào viện có lẽ là sẽ phải ở khoảng nhanh thì chắc cũng phải 4-5 ngày đến một tuần. Nếu mà sức khỏe tốt thì mới được ra viện các bác. Khó khăn thì chồng chất khó khăn. Mới xong người mẹ thì là đến người con, nhà thì không có các bác. Thực sự đây là một trong những hoàn cảnh mà Khâm cảm thấy cực kỳ là khó khăn luôn các bác. Không biết giải thích bằng lời như thế nào được. Rất rất mong là sẽ nhận được những sự hỗ trợ dù là nhỏ nhất của cô bác anh chị. Giấy khám đâu, giấy khám đâu. Vài khám. Nay đi khám, bị làm sao? Bà bị làm sao? Nó không. Hả? Có giấy gì? Không có đâu. Không có giấy á? Nhưng mà nó bảo bị làm sao? Nó bị tú rồi. Khó rồi. Có không bị Covid đâu gì? Không bị Covid đâu gì? Em tưởng phải có giấy khám. Đấy. Thì những cái biểu hiện ngoài thì mình là cũng biết hết rồi. Chắc là yếu quá thì bác sĩ là sẽ cho nằm ở lại viện. Cho nghỉ một tí rồi dậy ăn cháo, ăn cho nóng. Chắc cũng đói rồi. Có bảo ở mấy ngày không? Một tuần á. Rất là vất vả luôn. Không có từ nào để diễn tả được rồi các bác. Thế Tiến là ở nhà với ai? Thế ở nhà. Sáng nay đi bạn lại là cho nó đi vào trường thì bạn nó đi đón gì? Đi học rồi gì? May là còn có đi học để các cô giáo là chăm. Vâng. Thế hai anh kia về chưa? Dạ. Hai anh kia về chưa? Hai anh kia đi rồi. Về nhà rồi? Vâng. Có thế bây giờ anh có về nhà không? Ở đây chăm vợ thôi nhỉ. Còn nhiều bây giờ còn trong túi còn bao nhiêu tiền? Bây giờ trong túi còn bao nhiêu tiền? Trong túi á? Còn 100 nữa. Hôm nọ anh Hiệp cho hết rồi. Cả cô một cô cho 200 kia là cũng hết rồi. Em vừa nhận được một sự ủng hộ của cô Hằng. Đấy, cô Hằng là gửi cho anh 200.000 để là bồi bổ cho vợ. Thì là em sẽ đưa cho anh luôn nhá. Em sẽ đưa 200.000 để cho anh luôn để anh tiếp tục là có viện phí chăm con. Đấy. Khâm rất là cảm ơn cô Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà Khâm vào viện thì cô cũng tiếp tục gửi cho Khâm 200.000 đồng để Khâm ủng hộ cho vợ A Lúa bồi bổ. Nhưng mà bởi vì hôm nay vào viện thì tiền cũng không còn rồi, Khâm sẽ trao luôn 200.000 đồng tiền mặt này cho anh Lúa để anh tiếp tục là trang trải những ngày ở viện cho cháu Báo như thế này. Rất là cảm ơn cô, cũng là hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được này. Em trao cho anh luôn nhé. Cảm ơn các cô đi. Nhưng mà vẫn mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của, tiếp tục là đồng hành của các cô bác. Đấy. Anh Lúa thì
các bác có thể theo dõi từ những cái video đầu tiên không chia sẻ thì thực sự là gia đình rất là éo le. Đấy, không phải là không có sức khỏe, anh có sức khỏe nhưng mà một mình anh là gánh hết mọi khó khăn trên vai, từ biến cố nhà sập xong là vợ ốm yếu bệnh tật, và các con mạnh khỏe thì không sao nhưng hiện tại là con lại còn ốm như thế này nữa, thì thực sự nếu mà không gặp được bản thân Khâm là những người đi kêu gọi và tất cả các cô bác hỗ trợ thì không biết là tình cảnh của anh sẽ như thế nào nữa. Đấy, rất là khó mà biết được điều đó. Vợ của A Lúa thì đã tươi được hơn rồi. Đấy, nhưng mà lại đến lượt là con. Cháu này bé quá, nếu mà ở trong cái túp lều đấy thì thực sự là cái đề kháng không cao các bác. Đề kháng thấp quá. Đấy. Bây giờ mệt là đang ngủ này, tối qua là khóc cả tối à anh? Tối qua thì khóc cả tối. Khóc cả tối không ngủ luôn. Vâng. Bố mẹ cũng không được ngủ luôn. Vâng. Tối hôm qua mưa nữa. Nhà có dột không? Hôm qua nước có vào không? Không vào mà. Không vào đâu gì. Cái nhà của anh Lúa đấy thì ẩm ướt như thế này thì là các cháu nó rất dễ là bệnh. Tối lạnh nữa, có chăn đắp không? Có mà. Chăn anh Hiệp mang lên cho ấy. Mang đắp cho các cháu, chứ các cháu yếu quá. Yếu như thế này thì chả bị ốm. Mệt quá các bác, bây giờ ngủ. Nãy có tiêm thuốc gì không? Cái này là lấy máu xét nghiệm thôi phải không? Hỏi vợ xem. Nãy cho là sao quần đặt chân này. Hả? Tiêm à? Tiêm à? Vâng. Không nghĩ là cái này lấy máu xét nghiệm thôi các bác. Chưa tiêm đâu. Họ hơn giá mỗi muốn xa là họ lấy máu thôi phải không? Hả? Như nào? Nó cho một tí máu ra đấy, nó mới tiêm đó. Chắc là lấy máu ra để xét nghiệm máu. Đó, nhưng mà dự báo là nó vẫn tiêm đó. Tiêm à? Chắc là chưa tiêm đâu. Sao chưa tiêm đâu cả? Thuốc, thế thuốc thang thì sao? Có thuốc gì chưa? Hả? Hỏi vợ xem. Hỏi vợ xem có thuốc chưa? Lấy bao nhiêu nghìn? 20.000. 20.000. Xét nghiệm Covid là lấy 50.000 à? 20.000. Thế nãy xét nghiệm Covid đấy. 1 kim. Cái kim là 20. Cái kim là 20.000 á? Nhưng kim là giá 20.000. Nhưng mà nó xét nghiệm hay làm cái gì đấy? Không phải đâu, triệt thuốc vào. À, truyền thuốc vào à? À. Chắc là nó truyền thuốc vào. Rồi. Thế là nộp bao nhiêu tiền rồi? Nãy có nộp tiền không? Họ đi của thật kia. Họ là nào đấy. Họ là nào. Hả? À, nộp tiền chưa? Nộp tiền chưa? Chơi tiền là nộp bao nhiêu? 50.000 thôi. 50.000 à? Rồi 50.000 đấy là xét nghiệm Covid. Về kim tiêm này không nghĩ là lấy máu hay là làm cái gì truyền cái gì vào là 20.000 nữa. Trong người là còn 100.000. Rất là kịp thời khi mà cô Hằng là hỗ trợ 200.000 là Khâm gửi cho anh luôn các bác. Rất là cảm ơn cô. Rồi nếu mà không được ấy thì em sẽ rút những cái số tiền mà chị Trang cũng như là chị Thùy Linh ủng hộ ấy, hỗ trợ anh trong bệnh viện. Đấy, sẽ hỏi ý kiến các chị. Chứ còn bây giờ thật sự là khó khăn. Đấy, xây nhà thì là anh Hiệp, cũng biết anh Hiệp kêu gọi được bao nhiêu nhưng mà hiện tại thì là cháu tính mạng ở trên hết thì là không, có lẽ là sẽ xin trích cái số tiền ra để cho gia đình trang trải cho cháu ở bệnh viện các bác. Thì cũng mong là chị Thùy Linh cũng như là chị Trang là đồng ý và hết sức là ủng hộ cho gia đình như thế này. Mệt quá, ngủ rất là ngon này các bác ơi. Bụng không có gì ăn là xẻ vết đây này các bác. Ừ.
à lú là tóc bạc hết rồi. Đi đâu bây giờ, đi đâu chăm con đi, xong là tí nữa mua cái gì về cho vợ con ăn, mua cái gì về ăn, cố gắng thôi, thật sự là rất là khó khăn. Thôi bây giờ bé mệt quá thì cho ngủ nhé anh Lúa nhé, cho ngủ đi, xong là tí nữa dậy là lấy cái cháo này cho ăn nhé, nó còn nóng thôi đấy, mới mua nóng thôi, thì cái cháo này là em mua cho thôi đấy, tiền em mua cho đấy, không có nhiều nhưng mà cho cháu à, cho cháu ăn đấy. Chắc là mệt quá thì vẫn đang ngủ thôi, còn là tí nữa là dậy là cho ăn đấy, xong anh cũng đi mua cái gì cho hai vợ chồng ăn đi nhé. Bây giờ trưa rồi, là cũng 11 giờ hơn rồi các bác ạ, thì Khâm sẽ đi di chuyển đi về thôi đấy, thì có gì khó khăn thì gọi cho em, không thì tí nữa em sẽ liên hệ với anh Hiệp, có gì thì cứ nhắn nháy cho em nhé. Tối khả năng là ngủ ở đây thì ngủ đất rồi. Ừ, đấy. Đấy. Thôi cố gắng chăm cháu thôi, biết làm sao. Hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì cũng phải cố gắng thôi nhé. Mau là chúc là cho cháu là mau mau khỏe mạnh lại thôi. Chứ bên này thì vất vả lắm. Muộn rồi thì em cũng đi về đây. Đấy. Bởi vì ở đây không giải quyết được gì. Để giúp anh hỗ trợ anh cho cháu nằm ở đây là được rồi. Đấy, không hỗ trợ vợ chồng đi thăm khám được như thế đâu các bác. Thực ra là không, chỉ là cầu nối và kêu gọi mọi người ủng hộ. Đấy. Cũng cảm ơn cô Hằng một lần nữa, cảm ơn cô Hằng. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục là đồng hành với Nắng Mai TV cũng như là hoàn cảnh của A Lúa. Đấy, ở trong bệnh viện thì âm thanh không được tốt thì mong quý cô bác là hết sức thông cảm cho Khâm. Đấy, và đây là các cháu, tiếng khóc các cháu rất nhiều và tiếng nói chuyện cũng là rất là nhiều. Thì mong các bác hết sức thông cảm cho cái chất lượng âm thanh của video. Đấy. Anh cảm ơn cô Hằng một tí nè. Em trả cô Hằng. Tiền là cô Hằng gửi về. Ừ, cô Hằng gửi cho 200 nghìn. Trả cô Hằng báo viện dựng cái tiền để giúp cháu khi cô Hằng. Nó thấy là khi cô Hằng thông cảm một tí. Rồi. Mong cô là cũng thông cảm bởi vì là giao tiếp còn hạn chế đấy. Bảo vợ là cảm ơn cô một tí, nói tiếng bỗng cũng được nhé. À. Đấy, nói đi. Phải biết cảm ơn. Nhé, cảm ơn cô đi. Rồi. Rồi, nói hơi bé, mong là các cô thông cảm cho hai vợ chồng đấy. Yeah, không xin kết thúc lại video thôi. Vẫn rất mong là quý cô bác, anh chị, những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng tiếp tục đồng hành để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Cảm ơn các cô các bác đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.